Chào anh em, có anh em nào thấy hấp dẫn không? Mình đang có hai chiếc điện thoại, hai chiếc siêu phẩm. Một bên là Galaxy Note 10 Plus, một bên là X Max anh em nhá. Nhìn được trước cũng như 11 Pro Max nhưng đây là X Max thôi. Đây là hai sản phẩm hiện tại được rất là nhiều người lăn tăn, hai siêu phẩm Android và iOS được rất là nhiều người lăn tăn lên lựa chọn chiếc máy nào đây này. Sản phẩm này, hai sản phẩm này thì hiện tại mình đang bán với giá tầm xem nhau. Cụ thể thì Note 10, đây là Galaxy Note 10 Plus bản của Mỹ, bản sử dụng chip Snapdragon 855 ấy. Giá mà mình đang bán bản full box ấy chỉ là 15 triệu, gần 16 triệu thôi. Hiện tại là cuối tháng đầu, chuẩn bị sang đầu năm 2020 nhá. Còn chiếc X Max mình đang bán với giá bản lướt chỉ có hơn 14 triệu, tầm 15 triệu. Và máy mà full box ấy thì chỉ tầm 18 19 triệu thôi. Note 10 Plus thì cũng xem tầm đấy. Thế là rất là nhiều anh em đang lăn tăn. Anh em nào hiện tại đang dư tiền, đang nhiều tiền, đang muốn mua một flagship ấy mà không biết chọn giữa Android hay iOS ấy thì rất lăn tăn ra hai sản phẩm này luôn. Bởi vì đây cũng có thể coi là sản phẩm chạy Android cao cấp nhất, tính năng ngon nhất, thương hiệu mạnh nhất. Mình không nói về cấu hình, mình đang nói về tính năng và thương hiệu thôi. Còn iPhone, X Max thì ai cũng biết rồi. Nhưng có những người không thích iPhone thì người ta sẽ chọn chiếc Samsung này rồi. Có những người thích iPhone thì người ta sẽ chọn iPhone thôi. Nhưng có những anh em khách hàng đang lăn tăn không biết nên chọn sản phẩm nào ấy thì hãy cùng mình xem clip này. Mình sẽ nói cụ thể về chi tiết cho anh em xem luôn. Và mình sẽ có một số tính năng, mình sẽ test game xem chiếc máy nào load nhanh, và một mình sẽ chạy AnTuTu xem điểm số chiếc máy nào cao trong vấn đề xử lý tốc độ cũng như tất cả mọi thứ nhá. Thì đầu tiên mình nói sơ qua về cái trải nghiệm hai sản phẩm này cho anh em trước đã, để anh em ngay từ cái sở trải nghiệm thì anh em có thể quyết định là anh em nên mua sản phẩm nào rồi, đúng không? Cái việc đầu tiên thì chúng ta có thể biết ấy, iPhone đây này, cầm trên tay là chúng ta có thể nhìn thấy rất là đẹp, là chúng ta cứ nhìn thấy quả táo là đã thấy rất là đẹp rồi. Người ta làm nhái thì làm nhái nhiều iPhone, người ta làm nhiều ốp lưng đồ chơi thì người ta chỉ làm nhiều iPhone thôi. Anh em cũng biết dùng iPhone thì khỏi phải suy nghĩ luôn, rất là ổn định, ứng dụng tất cả mọi thứ rất ít khi xảy ra lỗi, và cũng đương nhiên là như vậy nhé, chúng ta có thể dùng được khoảng 5-6 năm nữa vẫn có thể dùng được chiếc Mac này vô tư. Nhưng mà chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus này thì cũng như những sản phẩm Android khác thôi, nó sẽ dần bị chậm đi. Giống như thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ cần dùng được Galaxy Note 8 thôi, Galaxy Note 5 thì cũng kém kém rồi. Đó là cái vấn đề. Nếu anh em muốn mua một chiếc máy anh em dùng rất là lâu dài thì anh em nên mua iPhone nhá. Nhưng cái việc này cũng ít lắm, bởi vì nếu anh em dùng lâu dài thì mình lại không có khách hàng để mình bán rồi, và anh em cũng nhanh chán. Thực ra là những người khách hàng của mình đa phần là chỉ dùng máy được trong vòng 1 năm thôi, sang năm là đổi rồi. Thế nên hai cái sản phẩm này cũng không cần quan trọng làm gì, đúng không? Còn nếu anh em mà dùng lâu quá, anh em không muốn đổi thì chết dở, lúc đấy mình lại không có khách rồi. Đó là cái vấn đề sử dụng, cảm giác hai chiếc máy này như thế thôi. Còn vấn đề sử dụng thực tế nhá, thực tế thì bản thân mình thì mình phải nói thật với anh em, mình là người dùng rất là nhiều công việc với điện thoại ấy, thì mình thích chiếc Galaxy Note 10 hơn. Mình chỉ cần dùng Note 8 thôi anh em ạ, hiện tại mình đang dùng Note 8 rồi chứ mình không có tiền dùng Note 10. Và công việc của mình cũng tương đối nhiều với điện thoại, không phải là mình chỉ chụp ảnh, không phải chỉ mình chỉ xem phim, không phải chỉ mình đơn thuần chỉ giải trí trên điện thoại thôi nhá. Mình làm việc rất nhiều với điện thoại, gần như là máy tính bây giờ là mình cũng bỏ đi rồi, mình cũng rất ít dùng máy tính. Điện thoại hiện tại mình đang dùng để mình check mail này, mình check Zalo, Facebook khách hàng, hay là tất cả anh em trong công ty gửi những báo cáo bằng ứng dụng Office ấy cho nhau, ví dụ như Excel hay Word hay là những cái phần mềm PowerPoint ấy, mình xử lý ở trên Android sẽ tiện hơn. Đấy là cá nhân mình cảm nhận vậy thôi. Ví dụ như ứng dụng của Office mình có thể cài Excel, mình xử lý luôn ở trên điện thoại và mình sau đó mình gửi cho anh em luôn, chứ mình không cần dùng máy tính. Ở trên chiếc Android thì mình cảm thấy cái việc đấy nó hơi khó một chút. Hay đơn giản như thế này, đơn giản như là việc mình hiện tại đang làm YouTube đấy, mình là một YouTuber anh em nhé, không chỉ riêng kênh này đâu, mình còn rất nhiều kênh khác ấy. Thì mình thấy chiếc Samsung nó tiện hơn, bởi vì mình có một cái phần mềm, nó phần mềm kiểu quản lý file đây, iOS cũng có nhưng nó khó ở điểm nào anh em cùng xem nhé. Ví dụ ở đây là quản lý file này, mình copy một cái file vào trong này, mình xử lý luôn ở trong này, từ nhạc ra ảnh nó rất là dễ. Sau đó mình lại copy ra máy tính. Nhưng trên chiếc Apple này, trên chiếc iPhone này, mình copy vào nó rất là khó. Phải dùng một số phần mềm chuyên biệt mới copy được. Còn chiếc điện thoại này thì đi đâu cũng được, mình cắm máy tính nào nó cũng nhận USB thôi, rồi mình copy ra mình xử lý là xong. Đó. Thế nên là mình rất thích dùng Samsung. Và một điều nữa, một điều thầm kín tất cả anh em ở đây, đó là anh em hay xem JLV không nhỉ? Nếu anh em hay xem JLV ấy thì những chiếc máy này nó nhiều tính năng để anh em xem hơn, đúng không? Anh em có thể đào một bộ sưu tập về, bộ nhớ trong nhiều, anh em có thể cào phần mềm giấu đi, không ai xem cả, và một mình chỉ một anh em xem thôi. Hoặc là anh em, đấy là anh em không xem trực tuyến nhá, anh em xem online, anh em có ở máy tính, em có bộ sưu tập này, anh em copy vào đây anh em xem thoải mái luôn. Trên iPhone không copy vào được mà cũng gần như là không giấu được, mình chưa tìm hiểu được ứng dụng nào giấu được. Vấn đề thế, cái đây là nói cho vui thôi nhá. Chính vì thế là mình thích dùng Samsung hơn, và mình không hề dùng iPhone như thế nào, mình chỉ dùng một chiếc iPhone làm máy phụ thôi hiện tại, và bây giờ mình vẫn dùng chiếc iPhone 6 Plus.
chỉ là 6 Plus anh em nhé, một chiếc iPhone 6 Plus ra 1 GB ấy. Đấy là mình đã sử dụng rồi, anh em biết iPhone sẽ sử dụng lâu dài. Còn về ứng dụng và về trải nghiệm và tất cả mọi thứ thì chúng ta sẽ dùng một chiếc Android, mình cảm giác như một chiếc máy tính cá nhân luôn, chứ không hẳn là chỉ là một chiếc điện thoại nếu chúng ta sử dụng một chiếc Android. Và tất nhiên là Galaxy Note 10 Plus ấy, nó có một cái bút anh em ạ. Anh em đang nói chuyện với bạn bè, đang nói chuyện với khách hàng mà anh em cần một ghi chú nhanh, chúng ta ở màn hình tắt này, chúng ta chỉ rút ra thôi, ghi luôn. Đấy, chúng ta sẽ ghi luôn những ghi chú của mình. Đấy. Đó, sau chúng ta lưu. Đấy, sau lưu luôn là được. Chứ trên chiếc iPhone ấy là chúng ta phải mở lên. Tất nhiên là nó không có bút. Trên chiếc Android khác cũng không có bút như này. Còn trên iPhone ấy là chúng ta phải mở lên và chúng ta bật ghi chú và chúng ta sẽ ghi, không tiện được như chiếc điện Android đâu. Thế nên là mình rất thích chiếc Galaxy Note 10 Plus này ở trong vấn đề xử lý công việc như thế. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào bên trong. Trước mắt thì chúng ta sẽ cùng so sánh về khả năng chụp ảnh của hai siêu phẩm này nhá, để xem những chiếc máy này sẽ chiếc máy nào sẽ chụp ảnh tốt hơn. Thì mình có đi chụp ảnh thực tế nha, anh em cùng xem và tự đưa ra đánh giá của mình. Mình không đưa ra nhiều bởi vì ở đây thì mình chỉ là chụp những bức ảnh với cách chụp ảnh thông thường nhất. Mình cũng không phải là dân chuyên nghiệp để mình chỉnh sửa sâu bên trong. Mình chỉ mở máy lên và mình nhìn thấy cảnh vật và mình sẽ chụp. Và khi hai chiếc máy này chụp thì chúng ta sẽ cùng lại nhìn là xem những cái ảnh của chiếc máy này như nào. Mình đã chụp vào ban ngày và mình đã chụp vào buổi tối trong điều kiện ánh sáng đẹp và điều kiện thiếu sáng. Để anh em cùng đánh giá nhá, chúng ta cùng xem nào. Đó, anh em có thể đưa kết luận của mình ở chiếc máy nào là chụp ảnh đẹp hơn rồi đúng không? Mình cũng không cần nói nhiều về vấn đề này nữa. Về camera là như vậy, còn bây giờ mình đã cài một cái phần mềm AnTuTu Benchmark ở đây để chúng ta cùng đánh giá xem hiệu năng của chiếc máy này là như thế nào. Cái vấn đề so sánh AnTuTu Benchmark của hai chiếc máy này rất là khập khiễng với nhau đúng không anh em? Bởi vì là hai chiếc máy này sử dụng nền tảng hệ điều hành hoàn toàn khác nhau, có cấu hình cũng hoàn toàn khác nhau luôn, nó không hề giống nhau một chút nào cả. Nhưng chúng ta vẫn cứ chạy AnTuTu để xem cái điểm đánh giá của phần mềm AnTuTu cho hai chiếc máy này nó sẽ là như thế nào nhá. Đầu tiên là mình sẽ tắt hết đa nhiệm của hai chiếc máy này đi. Chúng ta cùng xem này, hoàn toàn tắt hết đa nhiệm nhá. Bây giờ mình sẽ bật phần mềm AnTuTu lên để mình chạy. Ok, sau rồi nhá, thì mình phải nói thật với anh em là cái quá trình đánh giá AnTuTu Benchmark ấy, nó là một quá trình mà cái ứng dụng AnTuTu nó chạy hoàn toàn những cái tính năng ở trên điện thoại ấy, và nó cho ra một cái điểm số theo cái thang điểm số của AnTuTu đánh giá. Thì chúng ta có thể nhìn thấy hai chiếc máy này có điểm số gần như là tương đương nhau, với cái mức điểm là 32.000 và 458.000 ấy. Đối với mình thì cái điểm này nó là xem nhau thôi. Cụ thể hơn nữa thì CPU và GPU là chênh lệch nhau. CPU của chiếc iPhone thì nó là 143.000, trên chiếc 11 trên chiếc Note 10 Plus thì chỉ là 133.000 thôi. Còn GPU ấy, GPU thì đây là GPU chúng gọi là chiếc game đỉnh nhất hiện tại, Adreno 630, thì bao giờ nó sẽ địa điểm số nó cao hơn rồi đúng không anh em? Những cái đấy thì chúng ta không thể cần phải nói nhiều nữa. Trên AnTuTu là như vậy. Cấu hình chi tiết thì chúng ta có thể nhìn thấy này, một chiếc iPhone với cấu hình cụ thể hơn thì chúng ta xem về RAM trước, bởi vì là chip thì mình không nói nhiều nữa. A12 cũng là một trong chip rất là mạnh của Apple mà chỉ riêng Apple dùng thôi, thế nên là rất là khó so sánh với một chiếc Snapdragon 855. Hiện tại Snapdragon 855 ấy đang là ngon thứ nhì thế giới sau 855 Plus thôi anh em nhá. Nhưng về RAM thì RAM của chiếc Note 10 Plus thì nó là những 12GB anh em ạ. Còn trên chiếc XS Max chỉ là 4GB thôi nhá. Hai cái RAM nó chênh lệch nhau đến mấy lần? Đến 3 lần anh em ạ. Thế nên nó rất là khó nói đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy
trực tiếp những ứng dụng mình đã cài, những cái game mà anh em hay chơi, ví dụ như PUBG hay là những game offline như Anfab, hay là ngay trình duyệt web, và mình sẽ cùng xem YouTube xem những chiếc máy nào cho trải nghiệm thực tế tốt hơn nhá. Ok, bây giờ mình lại thoát đa nhiệm ra đi, mình sẽ chạy không có một ứng dụng gì chạy ngầm luôn, mình sẽ thoát hết đa nhiệm ra cho anh em xem nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chạy luôn cái game là game PUBG xem chiếc máy nào sẽ load nhanh hơn. Nói thật với anh em là cái này thì phải nói là không anh em nào có thể đoán ngay từ lúc mình chưa chạy rồi. Chắc chắn một điều là iPhone ấy, iOS ấy bao giờ load rất nhanh hơn rất là nhiều so với Android, đúng không anh em? Chúng ta có thể thấy này, với cấu hình với RAM 12GB nhưng không thể làm lại được với RAM 4GB của iPhone đâu. Cái việc này không phải là mình đề cao iPhone hơn, nhưng mình phải nói thật là Apple người ta chỉ sản xuất ra mấy chiếc iPhone một năm thôi, có thể là 3 chiếc thì phải. Và cái iOS này nó chỉ dành riêng iPhone. Còn chiếc Android này, một cái hệ Android nó dành được cho rất nhiều phần cứng khác nhau, nó không khác gì một cái hệ điều hành trên chiếc máy tính ấy. Thành ra là chúng ta sẽ có cái tối ưu phần cứng và phần mềm tốt nhất ở trên chiếc iPhone. Còn trên chiếc Android ấy, thì nó chỉ mang tính bình thường thôi, cấu hình rất là cao nhưng chúng ta load chưa chắc là nhanh bằng iPhone đâu. Mình sẽ cứ thử load một ứng dụng khác xem như nào nhá. Trên PUBG chúng ta đã nhận ra như thế rồi. Chút nữa mình sẽ chơi trên chiếc máy nào sẽ là sướng hơn. Còn vấn đề load nhanh hơn hay không ấy thì cũng chỉ mang tính tham khảo thôi nhá. Bây giờ mình sẽ thử chơi game Alpha 8, Alpha 9 xem như nào nhá. Chúng ta phải nhận thấy ngay. Có thể nhận thấy ngay. Đúng không? Đó. Nhanh hơn một chút xíu anh em nhá. Đó. Về trải nghiệm về loa. Đây, mình quên chưa nói với anh em vấn đề này. Lúc mà chạy AnTuTu bên Bắc mình đã định nói rồi, nhưng mà mình quên mất. Loa của chiếc Galaxy Note 10 Plus, loa ngoài chiếc Galaxy Note 10 Plus thì thực sự là hay hơn rất là nhiều so với chiếc iPhone. Nghe hay hơn anh em ạ. Nghe của cái Galaxy Note 10 Plus là trong tất cả những chiếc điện thoại mình đang kinh doanh ấy, thì mình thấy loa ngoài của chiếc Galaxy Note 10 Plus là gần như là hay nhất. Không gì phải bàn cãi về cái đúng không? Ok, về load game thì chiếc iPhone vẫn là người chiến thắng. Bây giờ mình sẽ vào YouTube để mình cùng xem phim, để cùng xem hình ảnh của hai chiếc máy này xem nó như thế nào nhá. Đó, nói về âm thanh phát là nhớ là ngay xem phim luôn. Bây giờ mình sẽ vào một cái clip 4K đi. Để mình xem clip mà mình hay xem nhất ấy. 4K nào. Như thực tế là mình chỉ bật được Full HD thôi anh em ạ. Mình bật được Full HD thôi. Cái clip này chỉ bật Full HD bởi mình nhìn nó rất đẹp, nhưng mà mình thử xem thử nha. Đó là âm thanh của chiếc Note 10, nó rất là hay đấy anh em ạ. Nếu mà mình nghe ở trên game loa mình đang thu âm ấy thì mình khó cảm nhận lắm. Nhưng mà nghe trực tiếp rất là hay. Để nghe trực tiếp thì anh em cứ qua 170 lạch chay nhá. Anh em nghe thử hai chiếc máy này luôn. Đó, mình bật loa của chiếc Xbox lên thì không xi nhê gì luôn. Đó, mình bật bé tiếng anh em có thể cảm nhận này. Có anh em có thể cảm nhận được không? Đó. Này, bật loa lên to lên nhá. Đó, anh em nghe chưa? Nhưng bật bé chiếc Xbox lên này. Đó. Không có CJ luôn so với chiếc loa của chiếc Note 10 Plus đúng không? Đó. Về hình ảnh thì chúng ta có thể nhìn này. Có thể nhìn hai siêu phẩm nhá. Về hình ảnh ạ. Thực ra là cá nhân mình ấy thì mình thấy là mình cũng không phải là dân chuyên nghiệp,
không phải là dân chuyên nghiệp về về đánh giá hình ảnh hay gì cả, mà mình chỉ là mắt của người dùng bình thường ấy. Thì cá nhân mình thấy thì hai sản phẩm này có cái màn hình gần gần như là tương đồng với nhau. Đó, chúng ta có nhìn thấy em gần gần như là tương đồng với nhau. Đó, thế nên là anh em nếu anh em thích dùng màn hình to thì chúng ta cứ chơi con chiếc Galaxy Note 10 Plus thôi. Đó, để xem phim cái thứ trên cái Note 10 Plus này thì cũng rất là to, rất là sướng rồi đúng không anh em? Màn hình gần gần tương tự nhau thôi. Đó. Ok, chúng ta có thể phát ra. Bây giờ mình sẽ chơi game thử nhá, chơi game để cảm giác chơi game thử xem nó sẽ là như thế nào. Lại vào lại cái game PUBG nhá và chiến đấu. Đó. Bắt đầu luôn. Rồi các bạn có nhìn thấy không? Khi cái việc mà chúng ta chơi game trên những máy chiếc máy tràn viền ấy thì chúng ta có thể nhận thấy một điều là chúng ta sẽ phải co tay tương đối nhiều ra ngoài. Nhưng mà rất may là game PUBG chúng ta có thể chỉnh được việc này, không quan trọng. Mình cứ chơi thôi. Tất nhiên là hai chiếc máy này là hai siêu phẩm, chúng ta sẽ không cảm thấy bị giật hay lag gì cả luôn. Rất là mượt luôn. Đó, các bạn có nhìn thấy không? Ok. Rồi. Thôi cảm giác nó thật với anh em một điều như này. Cảm giác mình cầm nắm và chơi game trên chiếc Xbox thì sướng hơn nhiều anh em ạ. Phê hơn chiếc Note 10. Phê hơn tương đối nhiều. Đó. Rồi, bây giờ chúng mình nhảy ra. Quan. Mình tự nhảy tự chơi luôn. Đó, chúng ta làm nhiều lắm được đâu. Đấy nha. Cầm, thực sự là cầm chiếc chiếc cái Xbox ấy. Đó, về cái độ bò hai bên chúng ta có nhìn thế này. Apple người ta nghiên cứu kỹ lắm ấy. Đó, chúng ta có nhìn nha. Chúng ta cầm ở trên tay để chơi game rất là thoải mái nha. Cảm giác trọng lượng cầm tay rất là đầm luôn. Đó. Chứ khá là sướng. Nhưng chiếc Note 10 Plus thì nó không phục vụ cho vấn đề chơi game anh ạ. Đây, anh em nhìn nha. Nó rất là cấn tay nha. Và tương đối to. Nếu chơi game thì mình phải khuyên anh em là anh em nên mua chiếc Xbox, nên mua chiếc iPhone. Bởi vì là trong tất cả những giải đấu game mobile chúng ta cũng được biết ấy, là người ta chơi game bằng 8 Plus, đúng không? Thế nên là iPhone là người ta vẫn tin tưởng chơi game mobile để chiến đấu game mobile hơn. Điều hiển nhiên rồi đúng không anh em? Mình ưu tiên trước này, chiếc máy Icon Max không cần phải nhảy vào đúng vị trí thì mình vẫn cứ chạy vào được. Trước này mình nhảy gần vị trí nhặt đồ hơn. Những con boss anh em nhé, những con cả máy thì nó mới chơi gà như vậy. Chứ nếu mà chơi với người thì không chơi được như vậy đâu. Nó đây là những cái tài khoản mình mới tạo. Ok, thực sự là cầm trên một chiếc Xbox thì chơi rất là sướng.
Chơi sướng hơn rất là nhiều nhá. Mình cảm giác nó mượt hơn tương đối nhiều anh em ạ. Chết mẹ rồi. Mất nhiều máu quá. Gần chết luôn. Không sao. Vẫn sống là được rồi. Nhập máu vào bơm thôi. Hình như cửa này mình chạy vào đây nó bị nhặt đồ hết rồi. Ok, trải nghiệm qua như vậy thôi. Thực tế một điều ấy, nếu mà anh em mua để chơi game ấy, mình vẫn khuyên anh em là anh em lên lấy một chiếc iPhone nhá. Còn nếu anh em mua để làm việc công việc nhiều, làm công việc nhiều ấy, thì anh em nên chọn một chiếc Samsung. Bởi vì mình thích Samsung luôn, và anh em mua để xem phim, để xem GHV ấy, thì anh em nên chọn chiếc Samsung nhá. Clip mình chỉ đánh giá sơ sơ như vậy thôi, chỉ trải nghiệm qua sơ sơ để cho anh em biết, bởi vì mình chỉ là người dùng bình thường thôi, mình không có chuyên nghiệp về vấn đề gì cả, mình chỉ bật lên và mình dùng đó, và những ý kiến của mình là như vậy, và so sánh hai chiếc máy này cụ thể là nhất là như vậy thôi nhá. Anh em xem clip thấy thiếu sót anh em có bổ sung comment để bổ sung giúp mình, anh em thấy hay thì anh em like nhá, anh em chia sẻ cho mọi người cùng xem, và anh em subscribe kênh YouTube của mình để mình sẽ đưa ra sớm nhất những cái clip để so sánh những chiếc máy mà mình đang có. Nếu anh em yêu cầu nào thì mình sẽ làm như vậy. Các anh em xem clip nhá, chào và hẹn gặp lại anh em.